Giờ được đi qua dài nó cũng vẫn đẹp. Còn nhà mình trồng tứ thế mẹ, có trồng gì đây, cải hay gì đó, cải đó, cải thấy không? theo Mày thấy đường xanh hả? banh hàng rào không, xanh đẹp ghê không đó, thấy không? Mày trồng mấy cái ô trắng trắng là trồng trồng cải rau ha, trồng trồng rau, đồ lấy ghim ha. rau củ quả, nên cái đó trồng rau sạch là bác khách sạn mình đi vô đây là nhiêu? Cũng xa. 6 cây hồi nãy nói 6 cây cây gì đó. Đâu có 6 cây là mình ở tự chân mình đi lên trên đó đó. 6 cây. Bây giờ từ mình khách sạn mình đi vô đây là chắc cũng phải mười mấy cây. Mười mấy cây. Chỗ mà La Biang bây giờ qua chỗ Cù Lần là 23-25 cây gì đó. Dữ vậy hả? Dạ. Chạy đến nó báo là mình chạy khoảng 45 phút. Tại đường này mình đâu có đi nhanh được. Ủa cây đường vậy không đó hả? Dạ, nó vậy không nè. Thì đó mình đi cho nó đẹp. Chạy cho im quay phim. Giờ đói bụng trên con đường đi có quán cơm gì á mình ghé cho mình ăn nha. Sớm à. Không mà con nói chuyện nếu vụ đói bụng á. Ở 12 giờ 1 giờ ăn. Mất tín hiệu. Ồ thịt kìa, thịt bò hả? Nó trải trải đó bán. Thịt đen thui vậy. Người ta quyên chắc á. Còn mình á hả mình về nó làm cái gì vô bò nhìn.
thấy đen quá mình không bắt mắt. Đen á, nhiều khi bò người ta nhà mình đã chết đem ra mình xẻ ra ta bán. Thấy đen thui. Ồ đẹp ghê, thông đẹp ghê. Ồ rừng thông đẹp. Đà Lạt này hồi xưa người Pháp nó phát hiện ra. Đà Lạt này nhờ thông. Đây kiên Lam Nha giống kiểu Pháp không hả? À, người Pháp là sống này. Với lại cái bà Nà Hiêu cũng vậy, của người Pháp phát hiện ra. Bên Nà Hiêu à? Dạ, ở Đà Nẵng đó chị. Ở đây giữa đầu ở ruộng gì, ở giữa rừng gì rồi làm gì sống ta? Cũng trồng hoa, trồng cây đồ đó. Đây làm nông nghiệp. Nhà trong ta tầng là biệt thự không á? Thì bởi vậy ý là vậy mà sao? Mà mặn trong... gì mình sống chứ? Nắng sống hô hô trong. Rồi đô rồi cắt đi, đi cắt tịch duyên. Rau rạng hẳn muốn chơi rồi đó. Xong rồi cái người nước ngoài á về cái hả, người ta có tiền ta mua á, biệt thự đỏ Đà Lạt vậy ta nghỉ mát đồ. Vườn dâu sinh học. Làng Cù Lần đó nó để. Bảy có đi làng Cù Lần chưa bảy? Chưa. Biết nó có gì biết bữa nay em ao ước. Cái làng đó vô em thấy đẹp. À, nó lên TV đẹp lắm. Nó cũng bán đồ lưu niệm đồ nữa. Chứ em chưa đi lần nào. Chưa đi nhiều lần lắm. Hồi đó chưa có. Đi hồi đó chưa có. Sau này nó có.
300 mét nữa, check sang phải vào Ancroet đường tỉnh 722. Giống như cái chỗ riêng của ảnh vậy đó, nhưng mà đẹp lắm. Nói cái làng với nó có một khóm mà nó khoảng chừng chục cái nhà chứ gì đâu, nhưng mà xung quanh nó là xung quanh nó cách nhà xung quanh chính giữa nó có cái xanh cỏ đẹp lắm, nó có cái lịch sử á vô trong đó người ta nói nha. Cái đỉnh núi đó đó, lấp sát qua nhà bên kia kìa chú. Dạ. Lấp sát vô ngay cho cái hai cái xe đó đó. Đường Thái lấp sát vô hả?